Xin chào anh em nha. Hôm nay mình trả chiếc xe cục máy chiếc quen pha đề 2006 nha anh em. Cục máy quen pha đề 2006 nha anh em. Xe này chính chủ nha anh em. Đây cầu quẹt xe đây. Đây số máy đây nha anh em. 6192 146 đây. 619296 nha anh em. Xe này chính chủ nha anh em. Xe mình gã là xe chính chủ không nha. Anh em nào mua 4 món thì mình bán cho anh em 4 món nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình gã ra nha anh em. Giờ mình gã bình xăng ra nha anh em. Xe này máy zin luôn nha anh em. Máy zin nó còn cứng lắm. Máy này máy bít nha. Để mình gã xong rồi hồi mình báo giá cho anh em sau nha. Rồi bây giờ mình gã xong rồi các phần bình xăng ra nha, mình gã hết đi rồi mình sẽ báo giá cho anh em biết nha. Máy zin nha nè. Rồi bây giờ mình tới phần mình gã nồi nha, gã nồi ra trước nha. Nồi này là nồi zin nha anh em. Máy là máy zin, chưa gớt. Giờ tới phần mình gã cái hoa lăng ra nha anh em. Nào muốn mua cái món nào thì anh em cứ việc alo cho mình nha.
lửa này còn zin luôn nha anh em, con lửa còn zin luôn nha. Còn rất đẹp nha, quá đẹp luôn. Giờ tới phần mình rút đầu ra nha anh em. Quá nhớt rồi. Đầu nằm còn zin luôn nha anh em, nắp súp bóp rồi chưa mở luôn nha. Đầu nằm zin nha. Gì nè, nó cứng quá nè, giờ mình rút chưa ra được nữa mà. Rút ra chết tông ra luôn nha. Cái tông còn rất đẹp nha anh em. Rồi bây giờ mình gã xong rồi, bây giờ mình báo giá chi tiết cho anh em nha. Báo giá chi tiết cho anh em nha. Bây giờ trước tiên là mình ba món mâm lửa đi. Mâm lửa hoa lăng. Hoa lăng còn rất đẹp nha anh em.
Cái thắt đại còn zin luôn nha, thắt đại zin, hoa lăng zin nha, còn rất đẹp. Với cái chụp lốp nồi với bộ pin 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 lửa là còn zin luôn nha, zin theo xe luôn. Bộ luôn hoa lăng mâm lửa lốp nồi, lốp nồi luôn nha anh em. Đây với đuôi cá, bốn món này mình bán cho anh em với giá là 900.000 nha, quá rẻ nha. Bốn món 900.000, hoa lăng lốp đời mâm lửa zin hết. Bây giờ tới bộ số nha, bộ số này là gồm heo số với bộ số với cái cốt giò đạp luôn anh em, bán cho anh em kèm vô chung cái cốt giò đạp luôn, bán cho anh em với giá là 500.000 nha. Bao anh em là không bể không mẻ không số nha, càng lựa được còn rất đẹp nha. Bộ số quen pha không bể số bán cho anh em với giá là 500.000, không bể số nha anh em, bao anh em là không bể số không hú luôn nha. Rồi cái bình xăng con, tới bình xăng con, bình xăng con này là bao anh em là chưa không chảy xăng nha, tại nó hơi cũ mình chưa vệ sinh lại thôi, vệ sinh lại thì rất đẹp. Bình xăng mình bán cho anh em với giá là 500.000, gồm cái co với cái bình xăng luôn, co xăng bình xăng 500.000. Tới bộ nồi, bộ nồi thì này thì mình gồm chuông với bố bà càng nha anh em, bố bà càng, chuông với bố bà càng nha, bán cho anh em với giá là 700.000, 700.000 anh em, bộ nồi 700.000. Rồi bây giờ tới đầu lòng dên nha anh em, đầu lòng dên này thì mình bán cho anh em với giá là 2 triệu nha, 2 triệu đầu lòng dên, mình tặng cho anh em theo cộng sinh cam luôn nha. Sinh cam với đầu lòng dên này còn im nha anh em, nó chưa có bị chày xước gì hết trơn nha, không kêu gì nha, cam cò còn dên chưa mở nắp nữa nha anh em. Đây, nắp xếp bắp chưa mở luôn nha, dên chưa ép nha, dên dên luôn đó, đầu lòng dên mình đưa cho anh em sinh cam rồi luôn, chứ bốn cái cùi xong luôn, bán cho anh em với giá 2 triệu và có bốn cái cùi xong luôn nha, đưa cho anh em bốn cùi xong về là chỉ gáp vô thôi, bán cho anh em với giá 2 triệu quá rẻ. Còn cái lốc giữa, lốc giữa anh bán cho anh em 400.000 nha, là cái này là ốc đồ lỗ chân ốc đồ là còn y nguyên hết nha, không có nào mà đóng lại gian găng gì là hết nha, còn đầy đủ, anh bán anh em với giá là 400.000. Còn cái củ đề này thì nó bị hết than đề rồi, mình không có bán nha, để mình sửa lại. Rồi bây giờ còn cái bộ ốc nữa, anh em nào mua bộ ốc thì mình gỡ hết bộ ốc máy cho anh em, là gồm là cần cần số cần cần móc số giò đạp giò số với nguyên bộ ốc luôn anh em, bán cho anh em với giá là 500.000 nha. Mình gom toàn bộ các loại ốc trong chiếc xe là mình bán cho anh em hết luôn nha, 500.000 nha. Còn nhiều lắm nha anh em, còn ốc còn nhiều lắm chứ không phải nhiều đây đâu nha. Rồi video mình đến đây kết thúc nha anh em. Anh em nào muốn mua hàng thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha, mình có để số điện thoại dưới đường link mô tả đó nha anh em. Mình có ship code cho anh em ở xa luôn nha, được kiểm hàng luôn nha anh em. Rồi, bye bye anh em.